Ngọc chơi với bạn đi con. Dạ các bạn. Bữa nay có Ngọc chơi gì nè? Được hả? Sao mà muốn không được? Mà nó bà già quá. Muốn không được. Ba ơi. Rồi, để xác qua đây. À, thằng ngồi xuống. Ngồi xuống, bây giờ con múc cái cục đá này vô rồi là ba chỉ con múc nè. Nè, à, mình có cái cây này ghê chưa? À, những cây uy tín chưa? Rồi, để xuống. Rồi, để múc này, múc đây nè. Múc cái cây này để dành mình múc mà. Đây nè con. Vô ngồi xuống, xuống vô rồi, xúc đá vô. Bác Ngọc làm công trình con đường này nè. Bây giờ bác Ngọc xúc đá vô trong cái xe tải nè. Rồi bác Ngọc đi đổ bê tông làm công trình tiếp theo nè, nó con đường nè, bự ghê chưa? Xúc vô, giờ sẽ đủ có hai hộ hai cột mà. Xúc vô đây mà lấy dây buộc cho con kéo đi. Máy xúc này xúc không được hả? Máy xúc này bị hư rồi. Cái cây xúc đi, xúc như ba vậy nè. Đây, xúc vô. Xúc nè. Máy xúc được rồi nè. Nè, xúc này đổ vô. Số đựng cục cái nè. Đi vô. Rồi bây giờ xe tải nhỏ, mình có xe tải nhỏ rồi, mình để vô xe tải bự đi con ơi, đi đá vô nghe. Để cát xúc đá vô nghe. Chở cục Lego luôn hả? Đó lại gì? Lego. Cục Lego hả? Cục Lego mình quay ở tập trước còn sót lại đó. Chị Bảo Ngọc xúc ở đâu gần gần thôi, để bác chạy theo. Thả gì mặc cho nó vô mà. Đang quay chơi trò chơi xe tải. Về nè, mà nó thả diều không à. Lại quay xe tải coi. Nè lên xe, lại quay cho quay xe tải cho xong đi con. Quay xe tải cho xong đi, mình có cây múc nè. Quay đi con. Cái này, sao lại cái gì ta? Cái đó là cây múc đó. Cây để dành mình xúc nè. Ở trong có cái gì ba? Cái này hả? Này nó có cái này, nó có cái miếng lược nè. Là có nghĩa là nó sẽ chừa cát với đá lại nè, nước nó chảy ra ngoài được nè. Con xúc đi. Xúc đây, xúc bỏ vô đây. Xúc được không? Con bỏ vô đây, bỏ vô xe tải nè. Cái gì vậy? Nó không di chuyển được nào. Nó không di chuyển, nó không di chuyển được ba. Không di chuyển được hả? Được, được thì mình lấm bằng tay thôi nè. Xuống ba đây, lấm bằng tay để vô. Đó, nhanh luôn. Tay vô, lụm bằng tay bé Ngọc, xúc không được bé Ngọc lụm bằng tay luôn. Lụm vô. Ba đây rồi. Đây rồi phải không? Bây giờ mình chạy đi nghe, mình kéo mình xe tải đi nha. Đi, thì để mình xe tải đi theo Bảo Ngọc nha. Nè 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 nè. Cái xe ủi nữa. Bây giờ mình đổ đá nãy đâu nè. Ơi chị Bảo Ngọc ơi, chị Bảo Ngọc đợi em nghe, em chạy tới đây nè. Nè 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 nè. Được chưa?
đổ vô đây nghe. Rồi bắt đầu tiến hành đổ. Đó, bé sẽ tải đổ đổ đá vô đây nha. Đổ đây. Nè, chị Bảo Ngọc đổ rồi, xong bây giờ mình đi xúc nữa nghe. Đi xúc nữa nghe. Rồi, in. In. Để lái qua. Rồi, xong lượm vô, Bảo Ngọc lượm đá giỏi vô. Rút bằng tay cho nó nhanh ra nghe. Nhiều quá tì. Lắp đây chưa? Chưa. Chưa xong. Vậy nào lắp đây, giờ mình để xe lên đó đổ nữa nha. Dạ. Đây chưa qua. Rồi, đây chưa qua nha. Dạ. Rồi, lắp đây, ba lắp tiếp với con nữa nha. Rồi, lắp vô. Đó. Xe tải nhỏ chở đá nha. Rồi, con đi rồi. Đầy phải không? Rồi con lại đằng kia đi. Con lại đằng ngắm đá đằng kia đi. Ba để xe lại tiếp con cho. À, chị Bảo Ngọc đây lại đằng đằng kia. Chờ bé xe tải chạy chở đá lại đó nha. Yên yên yên. Yên bé xe tải. Bé xe tải à, đi lại chị Bảo Ngọc nha. Bé xe tải. Đúng rồi. Được chưa? Rồi, bắt đầu bé xe tải đổ đá xuống nha. Yên. In. Rồi, xe giờ bãi xe tải chạy cho chị Bảo Ngọc nữa nha. Chị Bảo Ngọc ơi. Bãi xe tải chạy ra chị nha chị Bảo Ngọc ơi. Cô lép bãi xe tải. Rồi, lụm đá bỏ vô, lụm đá để lên bãi xe tải chở đi nè. Lụm đá đâu bỏ vô cho bãi chở cho bãi xe tải chở đi vậy. Đó. Ba lượm tiếp Bảo Ngọc này nghe. Chị Bảo Ngọc lượm đá để lên bé xe tải đi. Để lên. Ba cục đó. Ba cục. Bốn cục. Mấy cục nữa? Mười cục. Bốn cục tới năm cục. Bốn năm mười tới mấy tới sáu. Chưa đầy chưa? Đầy rồi phải không? Bây giờ bé xe tải bắt đầu chạy lên đằng 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 điểm đổ mình đổ nghe. Chị Bảo Ngọc đi ảnh trước đi, bé xe tải quay đầu nè. Ủi. Bé xe tải đi tới nè, chị Bảo Ngọc đợi xíu nghe. Chưa? Hiên rồi, bắt đầu đổ thôi. Rồi xong. Bé xe tải chạy xe đó. Bé xe tải đừng đi ra ngoài nha. Đó. Nguy hiểm lắm. Được chưa? Bé xe tải rồi. Hai ở đây rồi, còn hai bé, một bé xe xúc, một bé xe múc. Đây có một bé xe múc tham gia nữa nha, xe múc nhỏ nha. Bây giờ mình để lên đây đó. Đó. Chín cục. Rồi bé xe múc bắt đầu mà để ra ca đá lên bé xe tải nghe, để vô. Rồi bắt đầu lụm để vô. Rồi bắt đầu bé xe tải mới lại cho Bảo Ngọc đây. Đâu cho Bảo Ngọc nghe. Hiển. Tới rồi, ăn lịch. Yeah. Bắt đầu mình đổ luôn nghe. Rồi, nhóc đầu luôn. Rồi, bắt đầu. Chạy lại gần bé xe múc này nha. Bé xe múc để đá vô, bắt đầu để lên bé xe tải. Đó. Rồi. Vô, đầy chưa? Đầy. Đúng quá tì.
Trời. Bay rồi đó hả? Đậu vô. Đậu lên. Rồi. Đằng kia là chị Bảo Ngọc ở đằng điểm độ. Trước chờ bé xe tải lại nha. Bây giờ bé xe tải đằng xa chạy tới nè. Trời ơi, để xuống. Mình để lên cái xe tải nha. Đó. Thấy chưa? Mình để lên cái bé xe múc. Bé xe múc mới đợi bé xe tải đó. Tập làm đúng chức năng của từng bé hết trơn nha. Gió mát không? Trời sắp chuyển mưa luôn rồi kìa, tối trời luôn rồi nè đó. Rồi chị Bảo Ngọc ơi, chị Bảo Ngọc để đổ lẹ lẹ đi rồi. Đổ lại điểm nghe, bữa nay trời mưa rồi. Mình đổ không nhiêu thôi. Rồi ngày mai mình đồng mình đổ tiếp nữa. Đổ xuống. Rồi. Trò chơi xe tải của Bảo Ngọc đến đây là kết thúc nha. Bảo Ngọc tạm biệt các bạn đi. Các bạn đăng ký Bảo Ngọc nha. Bảo Ngọc hẹn gặp lại các bạn.